Thưa quý vị, ngày hôm nay, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 7 đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự các đối tượng đưa thông tin sai sự thật qua việc phát tán clip cho rằng sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đang học giáo dục quốc phòng an ninh tại trường quân sự quân khu 7 nhảy lầu tự tử do bị xâm hại. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 7 quyết định khởi tố vụ án hình sự tội đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Trường Quân sự Quân khu 7. Hiện các cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng trực tiếp chỉnh sửa, đăng tải, phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội. Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 7 tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội.